chào tất cả anh em đã đến với kênh Chiếc Bô Hải Nguyễn. Nay em soạn được khoảng hơn chục con giúp bồ cỏ cho anh em mấy anh em mồi thuốc. Cách thức cũ của bên em nhớ là chuyển khoản đủ free ship code cọc dùm em 100k giá trị với 1 triệu cọc 200k giá trị cho 1 triệu dùm em và phí code khách chịu. Anh em ở Sài Gòn cũng có thể tới trực tiếp tại Bình Tân, địa chỉ của em trên Google và Google Map. Anh em chỉ cần gõ giúp bồ Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Rồi em xin vào việc cho nhanh luôn. Gần 7 giờ rồi, chắc ít chảy. Rồi con đầu tiên, con xước 203, ở đây nó có số limited cũ. Ở dưới này lúc trước em nghĩ nó có cái chủ đề in hấp nhiệt hay gì đó. Giờ anh em thích về thì dán em lem lên. Cái này nó khá ăn mòn. Rơm xước hai, phai xước hai mặt ha. Lớp rơm nó khá đẹp. Và những con này là thường em đã canh chỉnh năm hết cho anh em rồi, vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Con này tổng thể đẹp nha anh em. Sản xuất 203 ha. Chất lượng thì nó như là mã luôn. Rồi mã số 1. Con này thì chất lượng như là mã rồi nha anh em. Tổng thể đẹp ha. Không cấn mớp nha. Rồi em lấy con số 2. Con lắc kèo bạc. Sản xuất 213. Con này có cấn dâm. Đây có cấn luôn ha. Sản xuất 213. Giờ mấy con này em là cốt lề zin hết cho anh em luôn nha. Em chỉ chỉnh rồi mấy chấu lề thôi, đục ra chỉnh mấy chấu lề lại. Còn giữ lại có cốt lại riêng cho anh em luôn. Ruột 23 trùng. Rồi em lên con 219. Chủ đề khác ăn mòn. Cross Love Cross, tình yêu thánh giá. Và con này nó con này là dưới cái lớp phủ này. Cái này là lớp phủ màu bóng thôi. Anh em không xài thời gian có thể xả bằng xả sơn á, ra là nó sẽ còn một lớp mạ bạc bên dưới. Nó chỉ có chốc nhẹ đây thôi không. Đây nhìn ra là anh em thấy lớp bạc này. Chốc mấy. Tết rồi kia màu đỏ này cũng có lý. Cái con này cái ruột nó là niêu.
cái ruột này niêu. Anh em xài chán xả cái lớp này ra là còn một lớp mạ bạc bên dưới nữa, 380. Rồi em lên một con 215 lít lòi. Con này tình trạng là nó chưa châm xăng. Con này là cốt lệ zin hết nha anh em, chỉ đục cốt ra rồi chỉnh chấu lề lại cho nó cứng cáp lại thôi, chỉnh âm sơ xíu. Con này hay nè, âm này âm chuông luôn chứ không phải âm hay. Mấy trong đây là âm hay hết trơn á. Trong anh em trong video anh em nghe không có cảm nhận được nó hay. À, 2015 mã số 4, con này chưa qua sử dụng luôn nha anh em. HB insert khách nhiệt chủ đề lá cờ và đại bàng đầu trắng biểu tượng của nước Mỹ. Con này sản xuất 202 cũng như la mã luôn, lần sau nó có xước nhẹ, tổng thể thì không cấn mớp nha anh em, tổng thể không cấn mớp. Cuộc tùng 5 tháng. Chủ đề về ngọn lửa Zippo phải xước hai mặt luôn, sản xuất 202 luôn. Tổng thể đẹp luôn nha anh em, không cấn mớp luôn ha. Con này khác ăn màu đổ sơn nha, xin hãng. Sức 203, ủa 208, tình trạng đẹp luôn nha anh em, không cấn mớp luôn ha, âm hay luôn nha, mỗi con nó có âm thanh hay khác nhau ha.
ruột trùng 5 tháng luôn nha. Cái ruột này thì nó đẹp như mới vậy, nó chưa qua sử dụng luôn ha. Mà không hiểu sao chủ nó làm sao mà nó xước xước mà không hiểu được. Con này chủ đề cũng hay. Tám mã số 7, 380 luôn. Rồi em lên một con la mã sản xuất 1917, lắc kê bạc. Con này có cấn dâm nhẹ. Lớp mạ bạc còn nguyên nha anh em. Cái này khá ăn mòn. Này đổ sơn áp nhiệt chứ mới khá ăn mòn. Sản xuất 1997 nó có hai dấu chấm kim dưới đây đít ha. Lớp mạ bạc còn nguyên, hai con này thì em chưa làm cốt luôn. Tại vì thấy độ rơ nó ít, anh em chốt thì để em làm cốt chỉnh năm lại cho. Ruột 97 luôn, ruột trùng năm nha. Số 8, 550. Con này lớp màu bạc còn nguyên nha anh em. Rồi em lên một con HP khắc ăn mòn đổ sơn, chủ đề về California và tình yêu California. Con này có dâm nhẹ xíu à. Lớp rơm cũng còn khá đẹp. Sản xuất 1998. Có xước của dòng HP nha. Góc cạnh liền lạc nha. Âm hay nha anh em. Còn khá đẹp ha. Chủ đề khác ăn mòn đổ sơn. Một 998 mã số 9, 550 luôn. Rồi em lên một con Slim HB sản xuất 1996. HB con này đẹp, ít xước luôn á, góc cạnh không cấn mớp luôn nha anh em. Con này như chưa qua sử dụng luôn. Con này hầu như chưa qua sử dụng luôn hay gì á. Nhìn bánh xe à. Rồi em lên một con Slim nữa.
cách ăn mòn zin hãng chủ đề US Army nha. Một chủ đề có giá trên dòng Sipo, trên tất cả các dòng luôn, dòng gì cũng vậy, sức Nhật cũng vậy, sức Nhật cũng vậy mà nội địa Mỹ cũng vậy, sản xuất năm 85, lớp rơm thì cũng đẹp, lớp sơn nó cũng còn luôn anh em. Con này sưu tầm cũng hay, tại chủ đề nó chủ đề quân đội, chủ đề West Amai. Ruột trùng năm mới đổi, ruột trùng năm con này sản xuất nhiêu, 85 mã số 11. Rồi em lên con nữa, chủ đề Liberty mà bạc, sản xuất năm 93 mà bạc, cái này nó chuyển vàng, góc cạnh đẹp ha, nó đi với lục vàng. Ruột trùng năm rõ vạch, ruột vàng ha. Oh, 993 mã 12. Còn con slim này nữa, để lâu quá rồi không bán được, nay sale luôn. Con này 82 có cấn dâm, nhìn thấy trước mắt quá bán luôn, có cấn nhẹ hả anh em, nhìn thấy trước mắt quá, tâm đột tâm ba lên, lần này không bán được nữa, để có mồi thuốc luôn. Bán bỏ luôn. Rồi em xin xuống video ở đây để mình tranh thủ làm tiếp, sáng giờ làm được nhiêu đó, làm được ít con à. Rồi xin chân thành anh em ưng mẫu nào chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Hẹn anh em những video sau, và xin chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào anh em.